Rồi ok, hello game và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con game đấu trường khủng long à, nhưng mà mình lại lỡ tay xóa mất, thế nên là đang phải tải lại nhá. Trước khi vào game thì hôm qua là đã khoe mọi người là mình sẽ mở bán áo đúng không? Và mình đã có đăng hình hoodie, áo hoodie đúng không? Thì hôm nay mình đã nhận được cái áo hoodie rồi. Thì đây là cái sản phẩm mẫu để mình mặc vào, kiểu để thử xem chất liệu rồi form dáng áo rồi hình in ấy, nó có thật sự là đẹp hay không. Thì đây, như mọi người thấy, hàng thật, việc thật. Đây, mình mặc vào đây. À, từ từ, để bỏ cái ghế ra nhá, cho anh em nhìn rõ cái áo thôi. Đây chưa? Đây là form áo này. Mặc ok đúng không? Ok luôn này, đằng trước này, đằng sau này. Thế là mọi người sẽ không nhìn được 100% của cái áo nó như nào. Nhưng mà đấy, so cái áo này với cả cái hình hôm qua thì phải nói thật một điều ấy, là áo thật nó còn đẹp hơn cái hình nữa. Không phải là áo này do là mình làm cái áo này là mình khen được thế đâu. Cơ bản là mình nhận được đánh giá cảm quan của mình là chất liệu rất tốt, in ấn cũng ok nữa. Design thì thôi khỏi bàn, design đẹp vãi loèn luôn. Tất nhiên mình làm phải đẹp đúng không? Mình bỏ nhiều tâm huyết cho cái hình design này lắm, suy nghĩ các thứ luôn đấy. Nhưng mà thật sự là mình có thể nói là mình tự tin với cái áo này. Mình không cảm thấy là nó đem đến cho mọi người một cái sản phẩm mà nó kém chất lượng. Mình hoàn toàn tự tin đây là một cái sản phẩm rất là tốt và nó đủ đẹp để mọi người tự tin mặc ra ngoài đường và sẽ không thấy cảm thấy phí tiền nếu như mua. À, tình hình là game vẫn chưa tải xong, giờ mình ngồi nói chuyện thêm tí nhá. Đấy, áo này ok chưa, in sắc nét các thứ luôn, chất áo được, nói chung là hợp lý. Và nhắc lại mọi người là thời gian mở bán là vào thứ tư tuần sau, tức là vào ngày 13 tháng 1. Tà áo thì cứ yên tâm, mình đã hạ xuống một cái giá cực kỳ thấp để mọi người có thể dễ dàng mua được. Và thế nên là anh em cứ thoải mái lựa chọn đi, có 3 loại áo: áo cộc tay, t-shirt, áo hoodie và một cái áo streetwear nữa. Nói chung là cả 3 áo thì đều đẹp lắm. Mình đã đi chụp ảnh các thứ rồi thì chắc là đợi một cái ngày đẹp rồi mình sẽ đăng mấy cái ảnh đấy lên. Nói chung là ok, mình cảm thấy ưng đấy, thoải mái luôn. Thôi bây giờ thì đợi tải game xong rồi vào quẩy nhá. Đấy, chia sẻ một chút, hôm nay đã nhận được cái áo và thật sự là ưng ý luôn. Được rồi, ok, bây giờ thì đợi game và chúng ta quẩy nhá. Rồi ok, game xong rồi, bây giờ vào quất thôi. Chúng ta có hai phần set box là mình có thể tự tạo được những cái trận chiến nhá. Ở lần trước thì hình như là mình đã giới thiệu rồi đúng không? Bây giờ chúng ta lại còn có cả soccer small là bé này, vừa và to. À hay quá nhở, hấp dẫn đấy. Challenge. À lần trước thì chúng ta chưa thử cái này đúng không? The Bird đi, bây giờ mình thử chơi quay lại chơi những cái thứ này để xem nó có gì vui vẻ không nhá. Rồi ok, và đối thủ của chúng ta là rất nhiều chim. Nhiều chim thế này chỉ sợ nó ỉa vào đầu thôi, chứ không sợ cái gì cả. Thế bây giờ nhá, mình cho một con to nhất ra giày xéo bọn chim kia thì sao nhỉ? Wow, các bạn có thể thấy nó giống như kiểu là như thế nào khủng bố các bạn. Nó giống như kiểu là liều chết ý, đánh bom liều chết, nó cảm tử ấy. Nó lao thẳng vào con khủng long luôn ạ. Ủa, gãy cổ, nhiều lâu ạ. Phải cả trưởng, khỏe phải lên, khỏe quá. Rất to. À rồi rồi, thề các bạn luôn nhá, bây giờ nhá, bố chim cũng không làm gì được mình luôn nào. Đấy, ui bố chim vậy, chim với cả cò. Uầy, nhưng mà mấy con này thì anh em nhìn này. Uầy, nó đầu gấu vét cả trưởng luôn. Nó đâm vào mà nó không thương tiếc gì cả. Mặc dù nhá, anh em thấy thấy cái mà mọi người thấy đấy là cái con khủng long cổ dài này, da nó phải dày như da bò rồi mà thế bọn này vẫn đâm mặt vào nhỉ. Nó đâm bằng đôi môi các bạn ạ. Uầy, chim nó không có môi nhưng mà nó có mỏ. Uầy, bác cả trưởng. Uầy rồi. What the hell? Uầy, bọn này chim hết máu à. Uầy, thua. Thề, những chú chim có những đôi môi bé nhỏ nhưng mà đừng đùa nhá. Đôi môi đấy là đôi môi không cần những nụ hôn. Thôi xóa hết đi nhá. Bây giờ là mình phải animal đi. Chim chơi chim. Chim chơi chó đi ra. Rất nhiều chó. À, không phải rồi. Bây giờ là còn 765 thì chúng ta sẽ kiếm con nào đắt tí nhá. Kiếm con khủng long 700 đây. Đây. Rồi. Rắn dài ngoãng các bạn ạ. Rồi. Chó, rắn vs chim xem nào. Bây giờ nhá. Ui giời, con rắn là rất thích ăn chim luôn. Ơ, mà thật sự là hợp lý luôn các bạn ạ. Wow. Đúng là khắc tinh nhá, khắc tinh. Bình thường ấy là rắn săn chim đấy. Ui giời. Ui con.
Con này to thế nhỉ. Này, có khi nào con rắn này nó thịt luôn cả con chó không nhỉ? Win ngay các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Yeah. Chim không bao giờ có tuổi với rắn luôn mà lại là boa Hancock. Con rắn này là rắn boa, tức là rắn từ cái thời người ta gọi là tiền sử đấy các bạn ạ. Ok, và chúng ta sẽ đến với bàn thứ hai nhá. Con game này mọi người bảo mình chơi rồi nhưng không phải đâu. Nó là deja vu, và để giải thích mọi người deja vu là gì? Là những thứ ấy mà anh em cảm tưởng như là mọi người đã nhìn thấy trước. Nhưng không phải, đấy chỉ là deja vu, tức là nhìn trước tương lai thôi. Hiểu không? Ok. Thì ở bàn này chúng ta sẽ phải lắp gear, tức là lắp súng cho bọn lợn. 17.000 à? Anh em đợi mình tí nhá, để mình lắp full cho bọn này đã nhá. 2000 years later. Rồi, ok xong. Những chú lợn full đồ luôn các bạn. Người ta gọi đây là lợn khủng bố, lợn ai ấy. Bắt đầu. Uầy. Uầy, nó đầu gấu ấy nhỉ. Uầy. Nó quẩy các bạn, người ta gọi đây là vũ điệu. Không ăn thua, không ăn thua. Đừng khinh thường những con lợn nhá. Lợn bình thường ấy, người ta bảo là mấy con lợn này ngu, chỉ biết ăn với cả mà mấy cả giường bị người ta làm thịt thôi. Nhưng các bạn xin lỗi, lợn đấy chỉ là mấy con lợn vô dụng. Các bạn hãy nhìn thật là kỹ vào gương mặt này nha. Một gương mặt giống lợn nhưng cái tinh thần là của một người lính. Nhìn này thôi, bạn mà bướng nó bắn cho tay đít. Đây các bạn nhìn này, đấy cái gương. Rồi, và xin chào mừng các bạn và quý vị đã đến với trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải súc vật mở rộng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị và các bạn một trận đấu giữa hai đội tuyển Real Madrid và Liverpool. Ok, thì ở cánh phải của chúng ta là đội khách. Đấy, đội khách gồm tiền đạo gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tiền đạo chó cộng với 3 tiền vệ lợn. Úi dồi ôi, chơi bẩn quá. 3 thủ môn luôn các bạn. Công ty là con quái gì. Đấy, nếu như bây giờ mình chơi người ta chơi cái bài thông minh thế nào, chơi phải chơi như này, chỉ cho 2 tiền đạo cắm thôi còn tất cả làm thủ môn. Rồi, tất cả làm hậu vệ. Đấy, đây gọi là chiến thuật đổ bê tông mà Chelsea đã từng áp dụng rất thành công. Vâng, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Vâng, hai tiền đạo khủng long rất nhanh, mặc dù chân thì ngắn nhưng mà tốc độ thì khỏi phải bàn luôn các bạn này. Ui rồi, suýt vào rồi. Ui, quá tối rồi. Này, vâng, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là vừa rồi thủ môn Kangaroo đã sử dụng những cú đá giống của Luffy vậy. Chân nó dài ngoắc đấy, của chơi bẩn. Vâng, mọi người có vẻ như không quan tâm lắm đến chiến thuật mà huấn luyện viên đã đề ra, mà họ chỉ quan tâm là thằng nào rút trúng được quả bóng thì thằng đấy thắng. Vâng, và tỷ số là 2-0. Hai tiền đạo của bên đội khủng long cũng đang làm rất tốt. Vâng, ui rồi, vâng, đấy, tôi đã bảo rồi, chiến thuật đổ bê tông của tôi là hợp lý. Người ta gọi đây là chiến thuật xây bít 2 tầng các bạn ạ. Hơi lùn nhưng mà, ui rồi, đã giành được ưu thế. Và tỷ số là 3-0 các bạn ạ. Một tỷ số mà có phải nói là quá thuyết phục. Nói chứ không phải khoe, chứ tôi tự thấy bản thân mình cũng khá là có khả năng trong việc làm huấn luyện viên. Nếu mà mọi người mà thấy đúng thì có thể là nhấn like cho video này, hoặc comment, hoặc là share nhé, hoặc là đăng ký kênh. Được, chúng ta có 350 đô và chúng ta sẽ phải đấu với 5 con lừa và 4 con lợn khủng long. Ta cho nó quất hết bọn này đi, thế cho nó nhanh. Đúng không? Chả được gì mệt cả. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, các bạn ơi. Con này sợ quá các bạn ạ, chết rồi. Con này nó bị, ủa bạn ơi. Tại sao bạn lại quyết định nằm đây trong khi là tất cả mọi người đang ở trận đấu ở kia? Vâng, xin bạn đừng lắc đầu, xin bạn đừng lắc đầu với chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn chứ bạn. Tại sao bạn lại lắc đầu ạ? Ui giời, anh em thấy chưa? Sợ đến cái mức mà phỏng vấn cứ lắc đầu không nói gì cả. Vâng, và tiếp tục với bàn tiếp theo. Lần này là chúng ta sẽ phải đấu với chim cánh cụt. Theo người ta nói thì là chim cánh cụt là loài chim duy nhất mà không biết bay. Theo tôi còn thấy là loài chim duy nhất không có lông. Đa số các loài chim trên trái đất này đều có lông. Và điều hiển nhiên là anh em có thể làm chứng cho tôi.
Này, một mình con này không biết solo được bọn này không nhỉ? Thử nhá, đây chỉ là thử nghiệm thôi. Còn nếu thua thì không phải là do lỗi của tôi. Why? 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 Uầy, đúng là đã, uầy, đã to rồi lại còn có gai đấy các bạn, là chịu sao chỗ. Ôi giời ơi, bạn ơi, ôi bạn ơi, khổ thân vãi cả trưởng. Người có một mẩu này mà lại đi đấu nhau với một thằng vừa to vừa dài lại còn có gai nữa. Rồi ok, và tiếp theo thì sau khi chúng ta đã trải qua cái bàn challenge thì mình sẽ đến với những trận đấu rực lửa. Trận đấu đầu tiên, rồi bé thế nhở, bé quá bạn ơi. Xe buýt 2 tầng nhưng mà là người nhé các bạn. Mình sẽ chọn hai thằng hệ khác nhau. Đây là bên đen. Ok chưa? Đây là số lượng 53 về 53 nhá. Ok, để xem là trận đấu này như nào nào. Rồi, ôi dồi, chân ngắn thế. À không, có vẻ là sân to quá nên là các tuyển thủ đi hơi chậm các bạn ạ. Đấy, đã đi bộ rồi còn đi kiểu làm màu cơ, đi cong cái đít lên. Có vẻ như đây là một cái trận đấu mà khiến tôi sốt ruột nhất từ trước đến giờ luôn đấy các bạn ạ. Các tuyển thủ của chúng ta chạm được vào bóng và sau 1.000 năm sau thì họ lại tiếp tục chạm vào bóng lần thứ hai. Thật sự là để chứng kiến trận đấu này kết thúc, mình nghĩ là mình có thể đủ thời gian ăn một bữa lẩu hoặc là đi ngủ và sáng hôm sau tiếp tục quay video này. 2000 years later. Vâng, tính tôi thì không thích chờ đợi lâu như này, tôi ghét cái kiểu này lắm. Thế nên là thôi anh em mình cờ lia men đi nhá, cờ lia men hết đi. Rồi, 143 chú chó vs 143 chú lợn. Trận đấu ôi rồi vâng, tình huống này là tôi chưa nghĩ đến, tôi cứ nghĩ là các bạn sẽ lao vào bóng như bình thường thôi, nhưng mà có vẻ như là tôi cho nhiều chó với nhiều lợn quá rồi. Nhưng mà bây giờ là vâng, không sao nhé các bạn. Úi rồi sút bóng đâu đấy bro. Ui có vào. Ui, ai đoán vào nhấn like, ai đoán không vào comment. Mình đoán là vào cay nhỉ. Người đoán xong thì con nhĩ lợn kia lại sút lên. Tỷ số sẽ là 1-0. Vâng, và tiếp tục, tôi nghĩ là chúng ta sẽ đứng từ xa này vào quan sát thôi. Chúng ta sẽ không thể vào gần hơn được nữa, tại vì nếu vào gần hơn thì chắc chắn là sẽ không có gì để xem cả. Có vẻ như oh no, tôi không nghĩ rằng những chú chó lại dẫn bóng về cầu môn của phía mình. Phản lưới nha. Đúng là ngu như chó, người ta bảo là sướng như chó, khổ như chó, giỏi như chó, ngu như chó, đúng là đều có cái lý của nó đấy các bạn. Cái gì cũng có thể như chó được. Vừa ghi bàn vào lưới đội bạn thì rất nhanh chóng sợ đối phương buồn, thế nên là phải gỡ hòa bằng cách là tự phản lưới nhà. Đấy, thi đấu là có cái tình anh em trong đấy các bạn nhá. Ai cũng vui, không ai buồn. Này, đừng bảo lại phản lưới lần hai nhá. Thế là không vui, thế là không vui, thế thì không vui một tí nào cả. Vâng, rất may là đội chó đã suy nghĩ lại rồi các bạn ạ. Có vẻ như là lần trước ấy chỉ là cố tình phản lưới nhà để mà câu kéo cái trận đấu này nó hấp dẫn hơn, chứ không phải là để thắng 3-0 thì nó kém cái sự kịch tính. Các bạn công nhận mình không? Ui rồi các bạn thấy chưa, vòng về xong bắt đầu lại vòng lên ghi bàn. Ui, chiến thuật đỉnh cao. Ui, đúng là bất lực dành cho các tuyển thủ lợn. Các tuyển thủ lợn thật sự là không thể chạy nhanh bằng. Căng thật sự luôn đấy, để xem nhá, bàn thắng thứ 3 sẽ là do ai ghi đây. Hy vọng là các tuyển thủ lợn có thể tự bản thân mình ghi được bàn. Nhưng mà tôi nghĩ là trường hợp này sẽ không xảy ra đâu. Các cầu thủ chó lại tiếp tục có được bóng rồi. Các cầu thủ lợn thật sự là không thể bắt kịp được cái tốc độ của các cầu thủ chó. Đấy, bị bỏ xa như thế này cơ mà đúng không? Sao mà thắng được? Vâng, và vẫn chiến thuật của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 thì có vẻ như là cái kịch bản đã lặp lại. Và xin chúc mừng các cầu thủ chó, tỷ số là 3-1 và chiến thắng dành cho đội chó. Đội lợn đã thua rồi. Vâng, và xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trận đấu tiếp theo. Sói đây. Chúng ta sẽ có 5 tuyển thủ sói. Chúng ta sẽ lại tiếp tục chọn là tuyển thủ lợn. Nhưng lần này mình sẽ búp gear cho con lợn này. Ui rồi. Mình sẽ búp full gear 8 con nhá. Đấy, 1v8. Nhưng bên này có trang bị vũ trang thì để xem như nào. Bắt đầu. Ui rồi các bạn thấy không? Ui. Wow. Cầu thủ lợn quyết định là hy sinh thân mình
để ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng không, không được rồi. Ui rồi. Ok, và mình nghĩ là bàn thắng thứ hai sẽ dành cho đội sói mà thôi. Không biết là các cầu thủ sói có thể ghi được bàn hay không. Rồi ok, tỷ số là 2-0. Rất hay luôn đấy nhá. Wow. Oh my god, trận đấu này hấp dẫn hơn mình nghĩ rất nhiều các bạn ạ. Vâng, và cầu thủ lợn đã ghi được bàn thắng. Úi trời. Vâng, cực kỳ đỉnh luôn đấy. Không cần chạm vào bóng mà vẫn ghi được bàn. Ui, VIP thế ai chơi. Quá tuyệt vời. Nhưng mà mình nghĩ là trận đấu này thì đội sói sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Và đúng là như vậy. Bây giờ clear của đội sói các thứ đi. Và chúng ta sẽ chơi đến khủng long cho nó máu lửa. Ok, và đội xám của chúng ta sẽ là khủng long cổ dài hoặc tí hon vết khổng lồ các bạn, hợp lý không? Bắt đầu. Úi dồi, cố lên, cố lên, cố lên, Chiaki. Wow, vâng, với lợi thế chân dài của mình thì... Úi dồi, tôi hỏng rồi. Theo tôi thấy thì cầu thủ cổ dài hoặc... Wow. Các bạn có nhìn được không ạ? Các bạn có nhìn thấy quả đấy không? Ghi bàn từ sân nhà luôn. Quải thề quả ghi bàn đẳng cấp Messi không là được. Vâng, nhưng mà rất nhanh chóng các bạn thấy không? Bé, nó có cái lợi thế của bé. Tỷ số là 1-1. Trận đấu này hay hơn mình nghĩ đấy. Tỷ số là 2-1 ạ. Có vẻ như là cầu thủ cổ dài ngoẵng này đang tập trung quá nhiều vào cái sự dẫm đạp lên các cầu thủ bé mà không tập trung vào phòng thủ. Thế nên là toàn con mẹ nó rồi. Vâng, và tôi xin công bố chiến thắng 3-1 dành cho đội Tí Hon. À bây giờ mình sẽ thử chơi như này nhá, cho hai thằng khổng lồ đấu với nhau để xem nó như nào. Ok, xì tát. Ui thằng này, thằng kia là có chân này, đi đá bóng, đá bóng mồm phải ngu đấy. Này, giả sử đang ngậm quả bóng, thằng kia nó lại sút phát mồm. Nhưng không sao các bạn ạ, ghi được bàn là được. Tỷ số là 1-0 dành cho tuyển thủ mõm dài. Thề luôn, chưa thấy ai đi đá bóng mõm bao giờ. Ok, và tỷ số là 2-0. Tôi không hiểu trận đấu này như nào, có vẻ như là thiên hướng một chiều hơi quá rồi. Cầu thủ mõm dài ngoãng thì vẫn đang rất quá. Một bàn thắng rất đẳng cấp các bạn ạ nhá. Đừng bao giờ khinh người đá bóng bằng mồm. Vâng, và chiến thắng 3-0 rất chóng vánh dành cho mõm dài ngoãng. Ok, và trận đấu cuối cùng của chúng ta, bên trái, vua của bầu trời. À đây là loài khủng long đầu tiên có thể bay được. Và bên phải, vua của đầm lầy, loài rắn lớn nhất thế giới từng được ghi nhận. Xì tát. Vâng, vâng, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Vâng, lao vào đánh nhau đi các bạn ơi. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Vâng, vua của bầu trời đang liên tiếp tấn công chính cả. Thật là căng thẳng. Có vẻ như là, ôi vâng vâng, một vị vua đã ngã xuống rồi. Đội gọi là vua của đầm lầy đang sử dụng chiến thuật là cuốn chiếu. Có vẻ như là này đang khá hiệu quả khi mà nó đang giúp cho đội vua của đầm lầy chiếm được ưu thế khi là đội tiếp xúc với bóng nhiều hơn. Mặc dù là tấn công từ trên cao rất nhiều nhưng không đem lại hiệu quả các bạn ạ. Với chiến thuật che chắn bóng tinh tế. Ui, rất cá mình ạ. À, có vẻ như trận đấu này sẽ đem lại một kết quả hòa. À, vâng, và chúng ta sẽ thi đấu lại. Lần này thì có vẻ là trận đấu đã thoáng hơn rồi. Ôi, ok. Vâng, và với sự lộn xộn trước khung thành thì tỷ số 1-0 dành cho đội vua của bầu trời. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Ôi. Vâng, có vào không? Có vào. Vâng, và lại bàn thắng thứ hai vẫn đến từ những tình huống lộn xộn. Tiếp tục nào, liệu kịch bản có lặp lại hay không? Wow, vâng, kịch bản không lặp lại. Lần này là sự tấn công chính xác đến từ những tiền đạo của đội vua bầu trời. Đúng rồi. Như vậy là tỷ số 3-0 dành cho đội vua bầu trời. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là có vẻ như là những cái loài khủng long hay động vật nào nó có nhiều tay, nhiều chân hơn thì nó vẫn có cái sự cơ động hơn. Rồi ok, và chắc là video này thì mình sẽ kết thúc đây. Đây là video thứ 2 trong cái con game đấu trường khủng long. Thì mình sau khi đăng tải video đầu tiên, mình cảm thấy là mọi người thích con game này thì ok, là mình làm tiếp video thứ 2 thôi. Và mình rất cố gắng là để đem lại cái sự vui vẻ cho mọi người và hy vọng là nó sẽ có hiệu quả. Thì nếu như mọi người thích con game này thì đừng quên là comment ở bên dưới những cái kèo đấu mà mọi người cảm thấy nó thú vị nhé. Thì có thể là mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo. Còn không thì chúng ta sẽ tạm dừng con game này ở đây. Đấy, nếu như mọi người thích thì mình sẽ làm tiếp, đó là điều chắc chắn rồi. Và nếu như thích thì cũng đừng quên là nhấn like cho video này nhá. Và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên
là ngày 14 tháng 1 tức thứ tư tuần sau thì áo Pop Pro sẽ chính thức được mở bán. Và như các bạn thì thấy nó đẹp như này, ok. Thế nên là đừng bỏ qua nhá. Rồi còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.